Chào mừng toàn thể các bạn đã đến với chương trình Radio Tư vấn Online của công ty Tân Đại Dương, là công ty tư vấn hàng đầu Việt Nam với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn du học và du lịch các nước. Học bổng A-Star là một học bổng dành cho các bạn trẻ, những học sinh lớp 9 và 10 và đã được thực hiện hàng năm tại nhiều nước thuộc khối ASEAN như là Nam Á, Ấn Độ, Trung Quốc và Việt Nam. A-Star được gọi tắt là tên Cơ quan Khoa học, Công nghệ và Nghiên cứu của Chính phủ Singapore, là cơ quan cấp học bổng mang tên Học bổng Nhà Nghiên cứu Trẻ và ở Việt Nam thường gọi là A-Star. Và tại Việt Nam, sau nhiều năm hoạt động đến nay, chương trình đã cấp cho hàng trăm học sinh của thành phố Hà Nội, Đà Nẵng, Huế và các tỉnh thành khác. Để nhận được học bổng, học sinh phải tham dự một cuộc thi trong 2 ngày gồm thi viết và phỏng vấn trực tiếp. Thi viết là các bài thi trắc nghiệm chỉ số IQ, thi toán và thi Anh ngữ. Những em đạt được tiêu chuẩn sẽ được mời phỏng vấn vào ngày hôm sau. Trong quá trình học tập tại Singapore, các em được miễn toàn bộ chi phí như là học phí và các chi phí sinh hoạt khác như là tiền ăn ở, bảo hiểm y tế, v.v. Ngoài ra, sau 2 năm, các em sẽ được hỗ trợ vé máy bay về thăm gia đình. Điều đáng chú ý là các em sẽ không hề bị ràng buộc gì sau 4 năm học phổ thông tại Singapore theo chương trình học bổng này. Sau khi học xong phổ thông, những em học xuất sắc sẽ nhận học bổng tiếp ở các trường tại Anh, Mỹ, v.v. Và các em khác có thể quay lại Việt Nam học tập và làm việc hoặc là tiếp tục học tiếp đại học tại Singapore. Theo chương trình, dự kiến số lượng học bổng sẽ là từ 30 đến 50 suất cho các tỉnh thành của Việt Nam. Có điều, chương trình học bổng A-Star mỗi năm sẽ được phân bổ tùy từng trường hợp. Do đó, nếu muốn biết xem thêm về trường mình có được phân bổ không, thì các bạn nên hỏi ban giám hiệu xem trường bạn có đang có thuộc phân bố của học bổng này hay không. Và số lượng học bổng sẽ có thể tăng lên hoặc giảm đi tùy theo chất lượng bài thi của các em. Kỳ thi dành cho các bạn lớp 10 thường vào tháng 9, thời gian thi cho các bạn học sinh lớp 9 vào tháng 1 hàng năm. Học sinh sẽ bắt đầu khóa học vào tháng 1 của năm sau nữa. Mọi thắc mắc về chương trình học bổng, các bạn có thể liên hệ đến công ty Tân Đại Dương để được hỗ trợ về mọi thông tin qua hotline 0996277629. A-Star gồm có 4 phần thi, đó là điểm CMAT, toán, anh văn và phỏng vấn. CMAT, đây là phần thi nhằm kiểm tra tổng quát năng lực. Mục đích của bài thi này nhằm đánh giá khả năng tư duy và suy luận logic ở tốc độ nhanh và thật chính xác. Phần thi này gồm có 60 câu trong vòng 20 phút. Toàn bộ các câu hỏi trắc nghiệm dưới dạng hình ảnh, chia làm 5 phần với mỗi phần gồm 12 câu tăng dần theo độ khó. Với phần toán gồm có 35 bài trong vòng 2 tiếng với nội dung bằng tiếng Anh, không được sử dụng từ điển, không sử dụng máy tính. Tuy nhiên, mỗi thí sinh sẽ được phát một bản chú giải với các thuật ngữ. Phần phỏng vấn do đại diện chính phủ Singapore trực tiếp phỏng vấn nhằm đánh giá khả năng diễn đạt bằng tiếng Anh, sự trưởng thành, sự tự tin, mức độ thích ứng với môi trường và cá tính của học sinh. Đây là phần thi cuối cùng sau khi bạn đã vượt qua phần thi viết. Và khi các bạn nhận được học bổng, bạn sẽ được hưởng những quyền lợi như sau: 100% học phí trong 4 năm học, được ở tại các ký túc xá của nhà trường suốt thời gian học mà không phải trả thêm chi phí nào. Ngoài ra, bạn còn được trợ cấp thêm 2.200 đô sinh cho mỗi năm và 2.400 đô sinh cho 2 năm tiếp theo. Trợ cấp 200 đô sinh đã ổn định khi mới sang Singapore, một vé máy bay khứ hồi hàng thường Việt Nam-Singapore khi mới bắt đầu và kết thúc 4 năm học, một vé máy bay khứ hồi để về thăm nhà sau khi kết thúc 2 năm đầu. Được trợ cấp y tế và chính sách bảo hiểm, không bị ràng buộc nghĩa vụ với chính phủ sau khi tốt nghiệp. Khi được học bổng, nhà trường sẽ yêu cầu phụ huynh ký hợp đồng, đồng ý với những điều khoản cam kết mà học sinh phải thực hiện trong suốt thời gian học. Như là trong vòng 4 năm học, học sinh sẽ không được nhận bất kỳ học bổng nào khác, không có quyền bỏ học giữa trường, không vi phạm nội quy của nhà trường đến mức bị đuổi học. Nếu bị đuổi học thì học sinh sẽ phải hoàn trả lại số tiền đã trợ cấp trong thời gian học. Mọi thông tin chi tiết thắc mắc về thủ tục hồ sơ khi du học tại Singapore, các bạn cũng như các bậc phụ huynh hãy liên hệ đến các chuyên viên tư vấn của Tân Đại Dương để được hỗ trợ qua hotline 0996277629, hoặc có thể tham khảo thêm từ trang web của công ty tân-đại-dương.edu.vn và tddvn.com. Xin lưu ý với các bạn là hiện nay công ty Tân Đại Dương chỉ có 2 chi nhánh là ở thành phố Hồ Chí Minh và Nha Trang, ngoài ra không có chi nhánh nào ở các tỉnh phía Bắc. Và sau đây là những lời chia sẻ của các bạn du học sinh đã có được visa du học tại Singapore. Và các bạn cũng đừng quên like và chia sẻ về những thông tin hữu ích này. Chào tất cả các bạn, thì du học Singapore là lựa chọn hàng đầu của rất nhiều bạn học sinh Việt Nam muốn đi du học ở một nền giáo dục tiên tiến ngay tại khu vực châu Á. Và hẳn là bạn thắc mắc tại sao là các bạn lại lựa chọn Singapore làm điểm đến để du học.
Thì Tân Đại Dương xin giới thiệu cho các bạn một vài cái lý do như sau. Thứ nhất đó là do cái môi trường rèn luyện tiếng Anh. Thứ hai là chất lượng giáo dục cũng như là cái thời gian mà nhận bằng thì ngắn hơn là các bạn chọn học ở các nước như là Anh, Úc hay là Mỹ. Và hơn nữa thì nền văn hóa ở Singapore thì là tương đồng với lại Việt Nam. Khi đi làm hồ sơ du học Singapore thì bạn không yêu cầu phải chứng minh tài chánh, vân vân. Và đến với chương trình chia sẻ ước mơ du học hôm nay thì Tân Đại Dương mời các bạn cùng trò chuyện với em Trần Nhật Gia Hân, một tân du học sinh Singapore, cùng trò chuyện với Gia Hân để tìm hiểu về quá trình làm hồ sơ cũng như là cái lý do tại sao Gia Hân lại chọn Singapore làm điểm đến để du học nhé. Chào Gia Hân. Dạ, chào chị. Em giới thiệu đôi nét về bản thân em. Dạ, em tên là Trần Nhật Gia Hân, em sinh năm 1995, em đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Sở thích cá nhân của em là em thích thể thao và em thích học đa số là những cái ngôn ngữ của các nước khác. Thường thì em ở nhà em hay học, tự học bằng tiếng Hàn và cũng nói được một vài câu bằng tiếng Hàn. Em có thể là nói một vài câu với các bạn trong cái chương trình này không? Giống như thì thường thì gặp người Hàn thì người ta gặp nhau người ta hay cúi đầu chào và nói câu xin chào nhau là anh nhân haseyo, rồi cảm ơn là kamsahamnida. Và một vài câu em cũng không nhớ. Và với lại do học nhiều quốc tế nhiều đôi khi trong cuộc sống của em nói chuyện với ba mẹ cũng hay lộn. Nhiều khi là nói chuyện ba mẹ mình sử dụng tiếng Hàn. Dạ. Đúng không? Là em tự học thôi chứ em không có qua một thầy nào hết. Dạ, em tự học ở trên YouTube. Và em thấy có những dâu giảng viên người ta quay lại cái clip người ta chỉ cái cách học, cách viết. Thì em cũng có nói với ba em là bây giờ người Hàn nói thì em không hiểu nhưng mà em có thể, người ta nói vậy em có thể ghi bằng cái tiếng của người ta được. Mình ghi được. Ghi được nhưng không hiểu là. Rồi em thích thể thao, vậy là cái môn thể thao nào là được em yêu thích nhất? Môn thể thao em yêu thích nhất là bơi. Tại vì thứ nhất là nó phù hợp với khí hậu Việt Nam. Thứ hai là nó cũng sẽ, khi mà em bơi em thấy là tinh thần em thoải mái hơn, em cũng đỡ stress hơn. Em cho chị hỏi là lý do tại sao em chọn Singapore là muốn đến để mà du học? Tại vì ngay từ đầu thì ba mẹ em hướng em theo ngành kinh doanh. Thì Singapore là một trong những con rồng của châu Á. Ba mẹ nói là nếu mà học ở Singapore, môi trường tốt, khí hậu cũng tốt, với lại học được cái ý thức của người dân ở bển thì cũng sẽ tốt cho em. Nên ba mẹ quyết định là hướng em theo đất nước Singapore. Chị cũng được biết là Gia Hân cũng đã có được bằng IELTS là 6 chấm rồi. Thì đối với sinh viên Việt Nam mình thì rất ít bạn là có được cái tấm bằng IELTS 6 chấm. Thì em có những cái kinh nghiệm hay bí quyết nào mà chia sẻ với những bạn đang muốn lấy bằng IELTS? Ngay từ đầu thì em cũng không nghĩ là em sẽ được 6 chấm. Tại vì từ hồi nhỏ em đã được ba mẹ cho em học tiếng Anh từ hồi em học lớp 2 rồi. Mà sau khi đó cái em cũng bỏ một thời gian em cũng quên luôn. Mà hồi đó em học tiếng Anh là em chỉ để học nói chuyện với người nước ngoài thôi. Mà bây giờ nhiều bạn cứ nghĩ là IELTS khó lấy nhưng mà thật sự là rất là dễ, không gì khó. Chỉ mấy bạn cần chịu khó chăm chỉ nghe tiếng Anh mỗi ngày, rồi chịu khó học từ vựng, rồi ở trên những cái trung tâm Anh văn nó sẽ có chỉ cái cách viết bài sao cho hay, rồi chịu khó tìm thêm những từ mới, rồi cũng sẽ có những cái mẹo để học nhanh tiếng Anh hơn thì sẽ giúp mấy bạn dễ đạt được IELTS 6 chấm. Thường thì thứ bảy chủ nhật thì em với bạn hoặc là chị gái hoặc em gái của em hay ra ở khu quận 1. Là ở đó thì tập trung rất là nhiều Tây Ba Lô đến, thì tụi em hay ngồi uống nước ở đó rồi luyện người ta nói tiếng Anh thì mình cũng tốt như mình, hoặc là mình cũng có thể xã giao với người ta, người nước ngoài người ta rất là thân thiện. Cho chị hỏi thêm một câu là khi mà làm hồ sơ Tân Đại Dương thì em có cảm nhận như thế nào về dịch vụ của chúng tôi? Khi mà em làm hồ sơ Tân Đại Dương thì em thấy mấy chị rất nhiệt tình, với lại là em làm hồ sơ rất là nhanh. Tại vì lúc đầu em chưa có đi du học thì em nghĩ là làm hồ sơ sẽ mất cả mấy tháng, nhưng mà chị tư vấn cho em thì chị làm rất nhanh, khoảng chừng hai tuần hoặc ba, trễ nhất là 3 tuần mà chị đã gọi điện báo là hồ sơ em xong hết rồi. Trong cái thời gian mà đợi cái kết quả của lãnh sự thì em có cảm thấy hồi hộp hay là lo lắng gì không? Dạ, em thấy cũng
hơi buồn buồn tại vì cũng phải sắp phải xa nhà, cũng không được ăn cơm mẹ nấu. Với lại đó là tự mình phải nấu ăn. Dạ. Nhưng mà cũng cái đó cũng là do tương lai của mình nên mình cũng phải ráng thôi. Đúng rồi, với lại hơn nữa Singapore nó cũng rất gần Việt Nam. Dạ. Thì với những cái kỳ nghỉ mà ngắn như là 2-3 ngày thì em cũng có thể là đáp máy bay về Việt Nam được rồi. Dạ. Qua đâu thì mình biết được dịch vụ của Tân Đại Dương em? Dạ, là do em qua một người anh của em. Anh em hồi đó là học đại học ở đây, học đại học RMIT. Nhưng mà sau này anh em nộp học thạc sĩ ở bên Sing. Thì anh em mới ra đây thì anh em nói là mấy chị ở đây làm rất là lẹ, làm rất tốt, nhiệt tình nữa. Mà làm là đâu như đó hết, mà không có cần phải đi tới đi lui nhiều như mấy chỗ kia. Nên anh em nói là thôi ra đây làm. Nên là ba em... Dạ. Thì trước đây ba cũng có đi mấy trung tâm tư vấn nhưng mà cũng người ta cũng phải chờ cái từ lúc hỏi anh em thì anh em nói thôi ra đây làm đi cho nó nhanh chứ chờ chờ mất công nữa, mất thời gian của mình. Anh em trước đây cũng đã làm và sau đó tăng đời chưa? Dạ. Chị cảm ơn những chia sẻ của Gia Hân và cũng như những cái lời khen của em dành cho nhân viên Tân Đại Dương ha. Dạ, cảm ơn chị. Vừa rồi thì các bạn cũng đã vừa lắng nghe những chia sẻ của Do Hân về những cái kinh nghiệm làm hồ sơ cũng như sở thích cá nhân của mình. Và để được hướng dẫn thủ tục hồ sơ du học Singapore như thế nào, chọn trường nào thì phù hợp thì các bạn hãy liên hệ ngay đến các tư vấn viên của Tân Đại Dương theo địa chỉ quận nhất, quận 5 hay là Nha Trang. Các bạn hãy tới địa chỉ gần nhất. Và để được tham khảo thêm các bài chia sẻ của những sinh viên đã nhận được visa du học các nước thì các bạn có thể tham khảo tại website tandaiduong.edu.vn hay là tdvn.com. Xin chào và hẹn gặp lại!